Xin chào mọi người, thì hôm nay em đang có mặt lại dự án Shophouse của dự án Maryland Hải Dương. Đây là quang cảnh vào ban đêm và lúc vào đêm. Thì chỗ này khu Shophouse này nè tập toàn bộ tập trung lại khu vui chơi giải trí. Và hiện tại những căn Shophouse này đang được mở bán giai đoạn đầu tiên. Vị trí nằm trên bán đảo Phương Mai thuộc xã Nhân Hải. Thì Meridian Hải Giang này là một nơi gọi là siêu dự án của tập đoàn Hưng Thịnh, được đầu tư với quy mô lên đến 2 tỷ đô la với tổng diện tích hơn 1.000 hectare. Và hiện tại em đang có mặt tại quảng trường nhạc nước với diện tích lớn nhất Việt Nam. Đây là hai căn shophouse của dự án Maryland Hải Giang. Hiện tại thì shophouse này có diện tích là từ 108 mét vuông đến 325 mét vuông, chiều ngang 6 và chiều dài 18, và chiều ngang 7 và chiều dài 18, và một loại vừa nữa là shophouse lô lô gốc, loại là chiều ngang 15 và chiều dài 18. Và giai đoạn đầu tiên này cũng hình thành mở bán với chiết khấu lên đến 4%. Giá rumo về hiện tại của thị trường là bên Hưng Thịnh đưa ra là 12 đến 18 tỷ một căn. Em sẽ xin dẫn mọi người đi xem đại tiệc nhạc nước. Kính thưa tất cả quý khách, quý vị đang đứng tại quảng trường nhạc nước nằm trong phân khu Canal District. Với thiết kế vô cùng đặc biệt, quảng trường nhạc nước có vị trí trái tim chạy dọc phân khu Canal District với tổng diện tích là 44.283 mét vuông, trong đó diện tích con đường nhạc nước là 19.343 mét vuông, cầu bắc ngang là 1.620 mét vuông và diện tích hồ nhạc nước là 23.320 mét vuông. Quảng trường nhạc nước của Maryland Quy Nhơn đã xác lập hai kỷ lục Guinness Việt Nam, đó là kỷ lục quảng trường nhạc nước có tổng diện tích lớn nhất Việt Nam và kỷ lục quảng trường nhạc nước dài nhất Việt Nam với tổng chiều dài toàn khu hơn 840 mét. Trong đó, chiều dài con đường nhạc nước là 667 mét, cầu bắc ngang là 43 mét và chiều dài hồ nhạc nước là 130 mét. Quảng trường nhạc nước mang đến những vũ điệu ánh sáng, âm thanh với hiệu ứng biểu diễn lung linh đầy sắc màu. Dọc theo các tuyến phố thương mại, tương lai nơi đây sẽ là điểm tập trung vui chơi, mua sắm, chụp ảnh của toàn bộ du khách khi ghé đến Maryland Quy Nhơn, tương tự như những con phố sầm uất nổi tiếng khắp thế giới. Dọc theo các khe thoát nước có lắp đặt hệ thống LED để khắc lên những câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Và đây, trước mắt quý vị, chính là giai đoạn 1 trong quá trình xây dựng quảng trường nhạc nước. Trong giai đoạn 2 sẽ triển khai tiếp tục các màn biểu diễn 3D mapping lên tháp biểu tượng để trở thành màn biểu diễn hùng vĩ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Bên cạnh các dòng kênh đào, tâm điểm của vùng Canal District, điểm check-in không thể nào bỏ qua khi đến với Maryland Quy Nhơn.